chào các bạn, mình là Phúc Vi đây. Các bạn đừng nhớ không, hôm nay mình sẽ nói về mình vừa mới bước vào trường Vĩnh Lộc 2 của mình nha. Mời các bạn cùng mình và hãy mình nghe lắng nghe mình kể. Thì mình vừa mới bước vô, không khí rất thoáng mát và ở hồ cá thì xây dựng rất đẹp. Và mình cũng rất thích. Vừa mới vô lớp thì mình là lớp 24. Mình rất vui, mình được chào cô, mình được học những điều hay. Mỗi lần giờ ra chơi mình đều ngồi mình chơi, mình cảm giác sân trường rộng và đẹp và thoáng mát không khí hơn. Mình cảm giác như thế nó rất thích thú. Và mỗi lần mình vào thư viện vào năm lớp 1 thì mình cảm giác thấy rất vui luôn, bởi vì là thư viện được học những điều hay nên mình cực kỳ thích luôn. Nhưng mà mình thấy có rất là nhiều cái vui vẻ, giống như bạn kia thì trực 3 tiếng, còn bạn chơi thẻ bài, còn cô giáo thì đang làm việc. Mình thấy mình cũng vui được học những điều hay. Các bạn nhớ làm vậy để trong video càng ngày càng vui nha. Tạm biệt.